nữa mình chờ cô Tú một chút xíu ha, để cô đi chờ thi nữa. Hôm nay là mình qua cái bài cuối rồi, bài số 8, hạnh phúc tự thân và hạnh phúc gia đình. Và về cái lý thuyết á, thì xin trao đổi ngắn với quý vị thôi. Bởi vì cái lý thuyết đó thì nó hơi phức tạp một xíu. Cái này trong chương trình tài năng thì nó ở cái chương trình đào tạo tỷ 6, nhưng mà có giảng lược một số nên giới thiệu ở đây cho quý vị để mình nắm lý thuyết căn bản. Nhưng mà khi mà mình ứng dụng thì mình không có sử dụng lý thuyết nó quá sâu đến như vậy, chỉ sẵn giới thiệu thì mình giới thiệu thôi. Cho nên là quý vị đừng có lấy làm ngại vì cái chuyện mà lý thuyết nó nhiều và nó hơi khó ha, chứ phần này chỉ giới thiệu thôi. Công Duy không thấy thì xích lên xíu nha. Các loại hạnh phúc ở đây mình sẽ đề cập đến các loại hạnh phúc, nó được chia làm hai nhóm. Cái thứ nhất là hạnh phúc hiệp thế, cái thứ hai là hạnh phúc siêu thế. Thì nó có hai cái nhóm như vậy thôi. Để mà quý vị được tường tận cho rõ là những cái gì mà quý vị trong cái đời này mà cho rằng nó là hạnh phúc đó, thì nó chỉ có thuộc hai loại như vậy thôi: hạnh phúc hiệp thế và hạnh phúc siêu thế. Hạnh phúc hiệp thế là hạnh phúc còn ở trong đời, còn khổ ha. Cái hạnh phúc hiệp thế là hạnh phúc trong đời, hạnh phúc còn khổ, còn hạnh phúc siêu thế tức là hạnh phúc vượt ra khỏi đời, và hoàn toàn không còn đau khổ. Đó, hai cái loại. Thì cái phần hạnh phúc siêu thế này mình không có nói. Cái hạnh phúc siêu thế này thì mình chỉ được chia ra cho biết vậy thôi, chứ mình không có đi vô. Khi mà có điều kiện quý vị học xong cái phần tâm ở trong siêu lý học á, thì tôi sẽ nói vô cái phần này cho quý vị thêm. Ở đây thì chúng ta chỉ dừng lại là cái hạnh phúc hiệp thế thôi. Cái hạnh phúc hiệp thế nó chia làm ba. Hạnh phúc hiệp thế tức là hạnh phúc ở trong đời mình nè, nó chia làm ba loại. Có những hạnh phúc nó thiện, có những hạnh phúc nó bất thiện, và cái hạnh phúc tối hậu. Ở trên này là hạnh phúc thiện, thiện hạnh, hạnh phúc tương ưng bất thiện, bất thiện hạnh và hạnh phúc tối hậu. Nó có ba loại thôi. Quý vị thấy là có những người ta hạnh phúc, ví dụ tôi nói một người ăn cướp đi, sau khi nó đi ăn cướp ngân hàng về nó rất là vui thích, nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà đem phóng viên là mà phỏng vấn nó là nó sẽ trả lời nó rất là hạnh phúc, nó vui thích vì điều đó. Thì như vậy mình không thể nào mình nói là cái đứa ăn cướp đó nó không có hạnh phúc. Nó làm điều mà nó muốn nè, nó làm điều nó thích nè, và nó thành tựu điều nó làm nó thích nè. Thì như vậy mình không thể nào mình bác bỏ rằng là mình nói là như vậy là Du không có hạnh phúc. Mình nói như vậy là mình dùng cái nhãn quan của mình áp đặt lên nó thôi. Chứ thật ra là nó thấy có hạnh phúc. Như vậy có một cái dạng hạnh phúc là hạnh phúc bất thiện. Cái dạng thứ hai là hạnh phúc thiện, tương ưng thiện. Ví dụ quý vị đi ngoài đường, quý vị gặp một cái người ăn xin, quý vị mua cho họ một cái ổ bánh mì, quý vị cho họ, quý vị rất là vui, quý vị rất là hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó là tương ưng thiện, có cái hạnh phúc đó tồn tại. Và cái dạng thứ ba là hạnh phúc tối hậu. Thì cái dạng hạnh phúc tối hậu này tôi cũng chỉ nói qua thôi, thì dạng hạnh phúc này nó khó để có. Dạng hạnh phúc tối hậu là dạng hạnh phúc làm sao? Dạng hạnh phúc tối hậu là dạng hạnh phúc mà sống với sự thật, sống tương ưng với sự thật. Tức là mình phải biết cái gì là sự thật, và mình sống với sự thật thì mình có được cái hạnh phúc này. Như vậy ở đây mình sẽ đề cập đến hai cái chính yếu là hạnh phúc thiện và hạnh phúc bất thiện thôi. Hai cái loại. Mình đừng có nghĩ là cứ là hạnh phúc là thiện, nghe không có nha. Hạnh phúc vẫn có cái sự bất thiện như thường. Cẩn thận để mà mình né tránh cái hạnh phúc mà trong trạng thái bất thiện, nó không tốt.
ở đây đó là mỗi loại hạnh phúc có trạng thái khác nhau. Trong cái khuôn khổ học của mình đó thì mình sẽ tìm hiểu cái hạnh phúc tương ương bất thiện và hạnh phúc tương ương thiện, thì hai cái mà tùy làm cho nó mờ đi đó là tại vì nó vượt ngoài cái chương trình của mình. Hạnh phúc tương ương thiện là những cái điều mà là xin lỗi, hạnh phúc tương ương bất thiện là những cái điều làm cho ta vui sướng, nhưng điều đó lại có căn cội từ một cái cơ sở bất thiện, từ một cái cơ sở bất thiện, một cái cơ sở bất thiện. Cơ sở bất thiện này nó là cái gì? Nó là tham, tham lam, nó là tham lam. Nó là gì? Nó là buồn giận, nó là buồn giận, buồn giận. Nó là chi? Nó là ngu si. Nó ba ba cái căn cội, ba cái cơ sở của nó. Ba cái cơ sở này nó làm điều kiện để hiển bày lên cái hạnh phúc mà nó bất thiện, nó hạnh phúc bất thiện. Ví dụ khi mà mình thỏa mãn cái lòng tham của mình đó, cái mình vui thích, thỏa mãn lòng tham của mình vui thích, rồi một người á thỏa mãn cái cơn giận của mình đó, cái mình cũng cũng thấy vui, vui vì được trút giận lên người khác, thì nó có nguồn gốc từ cái sự buồn giận. Có những người á là họ vui vì những chuyện rất ngớ ngẩn, những chuyện rất ngớ ngẩn, những chuyện ngốc nghếch ngu si, thì họ cũng có cái hạnh phúc của cái nó. Mình nói là bất thiện, nói là xin thưa nó là bất thiện. Ví dụ như bọn cướp nè, khi cướp được tiền của người khác thì bọn chúng vui sướng, tuy nhiên sự vui sướng nó có căn cội là bất thiện. Đấy thì mình nhớ là nó có hai cái trạng thái như vậy, để mà mình phòng hộ cho chính mình, cẩn thận. Chứ không mình rớt vô trong đó mình không biết, rớt vô trong cái hạnh phúc bất thiện mình không biết, bởi vì nó ngấm các mầm mống của đau khổ, mà nó chứa các mầm mống của đau khổ thì mình làm là mình chết liền, làm là mình chết liền. Nó sẽ trổ trở ra lại cái kết quả không tốt cho mình. Nhưng điên cướp xong cái cảnh sát bắt, chết. Như vậy hạnh phúc tương ương thiện thì nó ngược lại với bất thiện, là những cái điều mà làm ta vui và những cái điều đó có căn cội từ cái cơ sở thiện lành. Cái cơ sở thiện lành nó thì ngược với thằng kia là tham lam thì này là không tham lam, thằng kia là buồn giận thì này là không buồn giận, thằng kia là ngu si thằng này là không ngu si, hay là trí tuệ đó. Thì mình ghi hệt như trên, nhớ thêm không vô, không tham lam, không buồn giận, không ngu si, thì nó là cái cơ sở cho cái hạnh phúc tương ương thiện. Mình nhớ nha, nó là cơ sở. Cơ sở nghĩa là gì? Là cái gốc rễ, là cái gốc rễ, là cái nền tảng, là cái căn bản để mà nó phát sinh lên, gọi là cơ sở. Nó lại cái ghi kịp không? Quý vị có ghi chú á, quý vị ghi chú lại ha, nó có hai loại hạnh phúc như vậy: hạnh phúc bất thiện, hạnh phúc thiện. Trong quá trình mình trao đổi đó, quý vị có những cái câu hỏi gì đó quý vị cứ đặt lên nha. Chứ không phải là lúc nào mà mình nghĩ là hạnh phúc là cũng tốt lành, hạnh phúc là cũng đáng được trân trọng, trân quý đồ. No, 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 no. Phải cẩn thận. Ở dưới này quen không? Benatipata. Kamisumichetara. Sawada. Rồi, ghi xong chưa? Ghi xong chưa? Ghi đi. Rồi ở đây thì mình có một cái chuẩn. Vậy chuẩn nào là hành vi? Về hành vi thì có căn cội là bất thiện, và chuẩn nào có căn cội là thiện? Thì mình có luôn cái chuẩn để mà mình căn cứ đó là mình tính mà là mình nên làm cái nào và mình không nên làm cái nào. Thì cái này quý vị học có bổ trợ bên Phú Hành Tông này, quý vị biết rồi, quý vị rành này. Cái này là mình nói nhiều rồi đó. Thì nó liên quan tới thập thiện và nó liên quan tới thập ác. Thập ác thì có căn cội là bất thiện, thập thiện thì có căn cội là thiện. Và dĩ nhiên là thập ác thì chúng ta nên tránh, và thập thiện thì chúng ta nên làm. Ở đây đấy, ở đây mình thấy đó là có thập ác, là 10 cái điều ác mà mình nên tránh. Đừng đừng dính vô, đừng dính vô. Cái thứ nhất là giết hại mạng sống chúng sanh, giết hại mạng sống chúng sanh. Cái điều đó nó làm ra đau khổ cho các cái giống loài khác, mà khi các giống loài khác á, nó đau khổ thì nó dẫn đến mất cân bằng sinh thái,
khi mà mất cân bằng sinh thái á, thì nó quay trở lại, nó ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của mình. Nó ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống của mình chứ không có đâu xa xôi hết. Do đó mà cái chuyện mà mình không có giết hại mạng sống chúng sanh là để mình có cuộc sống bình an, mình để mình được tốt đẹp là cái chính yếu nhất, cho nên mình mới làm cái điều đó. Manatipata, Manatipato ở đây chia rồi. Ở cái số 2 á, là trộm cướp của người khác, là điều đó là được căn cội, là bất thiện, không tốt. Cái thứ ba là tà dâm bất chánh. Tà dâm bất chánh là không tốt, điều đó có căn cội là bất thiện. Cái thứ tư á, là nói dối. Thứ tư á, là nói dối, nói sai sự thật. Cái thứ năm á, là nói hai lời. Nói hai lời, bên đây nói vậy, bên kia nói khác. Cái thứ sáu là nói lời độc ác. Cái thứ bảy là nói lời nhảm nhí. Cái thứ tám là tham ác. Cái thứ chín là sân độc. Và thứ mười là tà kiến. Thì nó là 10 cái mà nó có cội rễ là bất thiện. Nó có cội rễ là bất thiện. Cái gì cố gắng mình nhớ á, mình nhớ 10 cái điều này để mình tránh. Mình nhớ được á, thì mình mới né nó dễ. Mình không có nhớ đó, thì mình khó để mình né lắm. Đó là 10 cái bất thiện. Còn 10 cái căn cội thiện đó là thập phúc hành tâm. Cái này quý vị biết rồi, cái này quý vị học rồi. Đây mình nhắc lại thôi. Cái bài này đó được được bổ trợ rất là quan trọng từ các cái tiết mà quý vị học tăng cường bổ trợ, đó là thức thập phúc hành tâm. Thì nó làm rõ ra hơn trong từng cái cho quý vị. Chứ mình vô cái bài này mình đâu có điều kiện để mình đi rõ từng cái đâu. Bên học thập phúc hành tâm mình làm rất rõ rồi. Cái gì có câu hỏi gì đó cứ gửi lên nha. Nhặt được của rơi không biết người trả lại có xem là bất không. Khi mình nhặt nhặt được cái của rơi của người khác thì cái đó đó là nó không có thuộc, không còn thuộc vào cái sự sở hữu của người kia nữa. Cho nên khi mà mình nhặt được cái của rơi có hai phương án. Cái phương án thứ nhất á, là mình sẽ đi tìm cái cơ quan công quyền gần nhất đó, mình gửi trả lại cho cái người người ta mất, thì cơ quan công quyền đó đó người ta sẽ làm cái nhiệm vụ là người ta đi trả cho mình. Cái trường hợp thứ hai đó là mình giữ, mình không có giao cho cơ quan công quyền, nhưng mà mình tìm cái cách mình thông báo để cho cái người mà người ta mất đó, người ta nếu như người ta có tìm lại đó thì người ta gặp. Ví dụ như thế đó là nếu đó là một cái món tiền lớn ở trên đường mình đi, thì ngay cái chỗ đó đó mình có thể mình nói với những cái người ở ngay cái chỗ mà mình nhặt được tiền đó là tôi có giữ được cái số tiền như vậy đó, để lại cái thông tin của tôi, số điện thoại, địa chỉ gì đó vân vân. Nếu có cái người tìm đến tôi thì xin vui lòng liên hệ cái điều này để gặp được tôi. Đấy, cái thứ hai là bây giờ thì cái công nghệ thông tin nó phát triển, có internet rồi, có Facebook rồi vân vân các kiểu, thì mình cũng có thể mình thông báo lên trên đó. Rồi sau một cái khoảng thời gian mà nếu như không có cái người nào mà người ta đến nhận cái phần mà mình nhặt được đó, nó đủ lớn đó, thì cái phần đó nó thuộc về mình, cái phần đó nó thuộc về mình. Quý vị biết đó là ngay cả cái đất đó, cái đất thổ cư đó, mà nếu như mà quý vị ở trên một cái đất của người khác 30 năm, 30 năm sau đất đó trở thành của quý vị. Pháp luật hiện tại đó, trong cái phần luật dân sự về đất đai đó, thì nó có cái hạng mục đó, tức là nó trở thành đất lâu năm. Khi mà mình chiếm giữ trong khoảng thời gian mà không có sự tranh chấp nào hết thì mặc nhiên nó trở thành đất của mình. Cái đó là đất đai mà nó còn vậy, thì huống chi là những cái điều mà quý vị lượm được, nhặt được ở trên đường, trên xá thì nó vấn đề. Dĩ nhiên đó là đối với những cái số tiền hay là các cái hiện vật mà nó có giá trị lớn. Rồi những cái vấn đề mà nó nhỏ 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 thì nó không thành không không có quá quan trọng. Mà nhỏ là bao nhiêu thì thông thường theo luật pháp Việt Nam là dưới 500 ngàn. Dưới 500 ngàn thì được gọi là nhỏ. Từ năm đủ 500 ngàn trở lên thì được gọi là lớn. Nó như vậy. Thập thiện 10 cái điều điều xin lỗi 10 thập phúc hành tông, 10 cái điều mà có cái căn cội đó là thiện, thì cái này mình nói nhiều rồi. Đó là bố thí, đó là bố thí đình nam dạ.
đó là trì giới Siddhamaya, tu tiến Bhavanamaya, cung kính Apaccha Yanamaya, rồi phục vụ Viya Vachamaya, hồi hướng Patidanamaya, của Tú Vô. Này của Tú Vô hơi trễ. Có ghi kịp không? Rồi, cái số 7 là tùy hỷ Bhatta Nubodana Maya. Rồi, thính pháp Thammasa Vana Maya. Rồi, thuyết pháp Thamma Desana Maya. Rồi, cải chánh chi kiến Dithuyukata Maya. Đó là 10 cái thập phúc hành tâm mà mình đã được biết rồi, ở bên cái tiết thập phúc hành tâm rồi đó. Khi mà 10 cái điều này khi mình được thực hiện đó, thì nó có cái cơ sở, thì có cái căn cội, có cái cội nguồn, cội rễ đó, là ba cái hạt giống vô tham, vô sân, vô si, hay là không có tham lam, không có buồn giận và không có có ngu si. Cho nên đó là 10 cái điều phúc này đó mình phải gắng làm, miễn là mình học bổ trợ là cũng vì vậy. Thì cái thời gian tới khi mà mình học tiếp cái khóa sau á, thì lớp bổ trợ của mình á, thì có hai hướng, có hai hướng thế này. Tại vì đó là hai quý vị lựa chọn á, hai cái môn nó khác nhau. Đúng ngay cái môn á, quý vị này không chọn thì quý vị kia chọn, cho nên là nó tréo ngoe. Vì vậy mà tôi thiết nghĩ là nếu như á, mà để đảm bảo đó, để cho quý vị được học cái điều quý vị muốn á, thì mình có thể là một tiết mình học hạnh phúc gia đình, một tiết mình học môn này, rồi một tiết mình học môn kia. Đây, nó có ba cái sự chọn lựa như vậy. Có thể á, nếu mà được thì học hai tiết một tuần, nếu như quý vị có thể sắp xếp được. Còn nếu như quý vị không có sắp xếp được thì học một tiết một tuần. Với những cái phương án như vậy, quý vị suy nghĩ ha, rồi cho tôi cái lựa chọn của quý vị. Quý vị cứ đề nghị lên, rồi mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Thập phúc hành tông này thì mình đã học kỹ rồi, như vậy ha. Mà vậy thì mình nhớ lại nha, hạnh phúc là nó công duy, hạnh phúc nó có mấy con? Dạ, có 4. Ừ, rồi chia là mấy nhóm? Chia làm hai nhóm, hạnh phúc hiệp thế và hạnh phúc siêu thế. Trong hạnh phúc hiệp thế nó có mấy? Có 2. Có 3. Trong hạnh phúc hiệp thế nó có 3. Hạnh phúc tương ưng với thiện, hạnh phúc tương ưng bất thiện, và hạnh phúc tối hậu. Nhớ không? Có 2 cái mình chưa có tìm hiểu, đó là hạnh phúc tối hậu và hạnh phúc siêu thế. 2 cái mình đã tìm hiểu rồi là hạnh phúc thiện và hạnh phúc bất thiện. Hạnh phúc thiện thì nó đi kèm với cái cơ sở là không tham lam, không buồn giận, không ngu si. Hạnh phúc mà nó hạnh phúc đi kèm hay là tương ưng với bất thiện thì nó đi kèm với cái cơ sở là tham lam, buồn giận, ngu si. Nhớ chưa? Đó, mình qua cái mình phải hệ thống lại như vậy đó, đặng cho mình dễ nhớ. Thì cái này nó toàn là chi pháp không à. Từng chi vậy đó. Được, mình nhớ trong đầu mình cho nó dễ. Rồi quý vị cũng gắng nhớ ha, mình gắng nhớ cho nó có tính hệ thống. Nếu khi mình áp dụng ra gặp trường hợp nào mình cũng có thể giải quyết được, mình không có bị bối rối. Rồi như vậy đó, rồi cái chuẩn hành vi nào đó là thiện, hành vi nào là bất thiện thì mình đã có rồi. Hành vi bất thiện thì là 10 điều ác, hành vi thiện thì nó là thập phúc hành tông, quý vị đã biết rồi.
Rồi cái vấn đề tiếp theo á là tất cả các cái chuẩn mực được xem là thiện, bất thiện, tốt, xấu, lành, dữ, vân vân ở đâu ra? À, đây là một cái câu hỏi, đây là một cái câu hỏi. Tất cả các chuẩn mực được xem là thiện, bất thiện, tốt, xấu, lành, dữ rồi đó, nó ở đâu ra? Theo quý vị ở đâu ra? Giờ quý vị trả lời thử ha, quý vị trả lời trên tin nhắn đi. Quý vị trả lời trên tin nhắn đi. Quý vị nghĩ sao quý vị trả lời như vậy? Rồi, Công Duy suy nghĩ đi. Công Duy suy nghĩ sao trả lời như vậy? Cô Tú mới vô kịp không? Cảm ơn Vi Vi có gửi. Cái cách thứ hai thường thì tôi cũng lựa chọn là tôi lựa chọn cách số 2. Tôi cũng không có lựa chọn cách số 1. Vì tôi cũng không biết là cuối cùng rồi có thiệt sự có ai lại nhận không, hay là có ai đó nhận giùm cái người mà người ta mất luôn, thì cái điều đó thì khó để nói. Cho nên thôi tôi sử dụng cái cách số 2, cũng giống như vì có một cái sự nghi vấn về cái công quỹ đó như vậy. À, của Tú hả? Mình đang tới cái câu hỏi là tất cả các chuẩn mực được xem là thiện, là bất thiện, là tốt, là xấu, là lành, là dữ đó ở đâu ra? Đấy, mình đang đang bàn tới cái câu đó. Cô Tú cũng trả lời đi trên tin nhắn. À, Công Duy suy nghĩ đi, có thì nói trả lời. Câu này quan trọng lắm. À, quý vị nào có rồi đó, quý vị nhắn lên ha. Có câu trả lời thì mình nhắn lên. Dù mình không có câu trả lời.